ok hello cả nhà chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube ichimoku club nhà là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em tính nha anh chị thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em tính một lượt like một lượt đăng ký kênh à, cũng như là thả giúp cho em tính một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha cả nhà à, thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay là cái gì anh chị à, chứng khoán rủ hay sập à, mua hay là bán thì để mà chúng ta biết được những cái tín hiệu này là bắt buộc anh chị phải xem thị trường vận động từ đây cho tới cuối tuần có nghĩa là thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay là kết phiên giao dịch ngày thứ ba và bắt đầu từ ngày mai là phiên giao dịch thứ tư đúng không anh ngày thứ tư là chúng ta phải quan sát ba phiên sắp tới thứ tư thứ năm thứ sáu để xem xem là vận động của các cái nhóm ngành bị bán trong ngày hôm nay đặc biệt là nhóm bất động sản nè có dg phá đáy nè nhóm chứng khoán nè có con mbs đã là mã cổ phiếu khỏe trong nhóm ngành chứng khoán và nó đã tích lũy ở phía trên đó nhưng không lên được ngày hôm nay bị giảm mạnh nhiều uh, nhiều nguồn tin và nhiều anh chị nhà tư nói với em là uh, có thể là do báo cáo tài chính nhưng thật ra có có thể là không phải anh chị uh, có nghĩa là giai đoạn vừa rồi băng chứng hô rất là nhiều đặc biệt là chứng khoán ngay cả cả là ví dụ như cá nhân em đi là em cũng nói với quý anh chị nhà tư rằng là cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành khỏe cho nên những cái nhịp rung lắc những cái nhịp điều chỉnh về cái mặt ngắn hạn á nó sẽ là cơ hội cho anh chị nhà đầu tư mua thì nhiều mã cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay nó về hỗ trợ thì nhiều nhà tư nhiều anh chị nhà đầu tư có thể là vào lấy vị thế đúng không nhưng mà để mua với số lượng lớn mua với tỷ trọng lớn bắt buộc anh chị phải chờ tới tầm khoảng cuối tuần hoặc là đầu tuần sau để chúng ta biết được rằng là cái nhóm chứng khoán nó có thật sự là nó có rủ hay không hay là cái cú này là nó điều chỉnh luôn nếu như cái cú này mà điều chỉnh luôn á là em sẵn sàng em chấp nhận em mất lãi và em đi ra em không đánh nữa tại vì nếu chứng khoán giai đoạn này mà nó sập luôn á nhỉ nó mà giảm mạnh nó mà gãy luôn á là thị trường mình sẽ mất rất rất là nhiều thời gian để có thể là cân bằng trở lại nha anh nhỉ để có thể là để có thể gọi là cân bằng trở lại rồi sau đó mới có thể là đi lên có nghĩa là bây giờ là thị trường của chúng ta anh chị thấy là à, nó đang nằm ở giữa đúng không anh nó đang nằm ở đây thì nếu bây giờ mà nhóm chứng khoán mà nó gãy á thì là thị trường chúng ta cũng sẽ gãy theo nhóm chứng khoán mà gãy thì em nghe là bất động sản nó cũng sẽ gãy thôi À, bất động sản nó cũng sẽ gãy tại vì hôm nay là anh chị thấy dg là bắt đầu có những cái tín hiệu gọi là à, có những cái tín hiệu gọi là phá đáy có những cái tín hiệu gọi là phá đáy Đấy, thì nếu mà chứng khoán mà nó không cân bằng được ở quanh những cái vùng ở thời điểm hiện tại sau phiên giao dịch ngày hôm nay mà nó gãy tiếp anh chị, mà nó gãy tiếp á nó quay về nó gãy tiếp thì em nói với anh chị nhà đầu tư là cái giai đoạn này có có khả năng là đi theo đúng cái bài giữ băng xã mít cáp anh chị giữ ngân hàng xã mít cáp xong rồi xã mít cáp xong rồi là tới xã ngân hàng Đấy, thì anh chị chú ý cho em cái tín hiệu đó còn nếu như tại những cái vùng này sau những cái sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay mà cái nhóm chứng khoán như MBS ngày hôm nay bị bán mạnh đi ngày hôm nay nó bị bán mạnh nhưng mà bắt đầu từ ngày mai trở đi cho tới cuối tuần là bắt đầu nó cân bằng xong nó phục hồi à, lại với thanh khoản gọi là vừa phải hoặc là thanh khoản thấp thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta giữ tiếp ví dụ như ngày hôm nay là MBS em không có bán nha ngày hôm nay là em không có báo bán bất kỳ cái mặt cổ phiếu này trong nhóm hết tại vì em cũng đã nói rõ cái quan điểm của em với anh chị nhà đầu tư từ, từ ban đầu rồi là em không có đánh ngắn đánh ngắn là cái đánh ngắn cái giai đoạn mà thị trường nó đi sideways ở đây thôi. Cổ phiếu nó đi sideways ở đây thôi. Đấy, chứ em sẽ không có đánh ngắn giai đoạn này và em chấp nhận là em mất lãi để em cược giai đoạn này là thị trường nó có vào sóng uptrend hay không. À ví dụ như bây giờ MBS mà nó gãy tiếp à thì em sẽ chấp nhận em mất lãi để em bán ra. À nhưng mà vẫn còn lãi nha tại vì con MBS này em đã cập nhật với mọi người từ ban đầu là em mua con MBS này từ hồi 26.4 hay 26.5. nhưng mà có nhiều mã chứng khoán ngày hôm nay ví dụ như ct là nó về lại cái nền tích lũy à, về lại cái gần gần lại cái giá vốn của em rồi. À, về lại gần gần cái giá vốn của em rồi Thì mấy con này anh chị cũng phải theo dõi xem sao Ngày hôm nay mấy con này nó không có bung khối lượng quá lớn à, Có FTS nó cũng không bung khối lượng quá lớn à, Có một vài con thôi Ví dụ như Rồng Việt là nó bung khối lượng lớn à, Rồi MBS là nó bung khối lượng lớn Còn đa phần các mã cổ phiếu chứng khoán khác Thì nó bung khối lượng không quá lớn HCM cũng bung khối lượng lớn Nhưng mà à, nó có rút chân à, Bung khối lượng nhưng mà có rút chân Nhưng mà khối lượng này nó không có quá lớn Có MBS á, là khối lượng khổng lồ thì em nhìn qua cái báo cáo tài chính của con m bé đó thì em thấy là cái tình hình báo cáo tài chính như này á thì thật sự là để mà nó đạp trong ngày hôm nay thì nó rất là vô lý nó rất là vô lý thì em nghĩ là có một cái lý do nó hợp lý hơn là tại vì giai đoạn vừa rồi là con này nó khỏe quá nhiều người hô quá mặc dù là em nói với anh chị là nó test về rồi hãy mua đợi nó rung lắc trong phiên những cái râu nến như thế này nè rồi hãy mua nhưng mà có rất là nhiều đội nhóm khác cũng hô khi mà nó nằm ở cái vùng trên này thì tất nhiên là có quá nhiều người hô thì chứng tỏ là cái lượng đu bám trên này nó cũng nhiều Thì đây sẽ là một cái cú rũ Cực kỳ chất lượng cho cái nhóm ngành chứng khoán Đúng không anh em? Cực kỳ chất lượng cho cái nhóm ngành chứng khoán đó. Thì ngày hôm nay em có soi cái báo cáo tài chính một tí vào buổi sáng Thì anh chị có thể thấy là à, Thật ra là cái báo cáo tài chính của con mờ bé đó là cái lợi nhuận sau thế quý 3 hai à, quý 3 2024 á, quý 3 năm nay á là 179 tỷ, doanh thu là 806 tỷ. À, nó vẫn tất cả mọi thứ nó đều tốt hơn so với cùng kỳ là tốt hơn so với cùng kỳ là tốt hơn năm ngoái nhưng mà có một cái là con mbet là cái quý này nè tự nhiên là cái chi phí hoạt động của nó nó lại tăng lên hơn 100 hơn một trăm phần ngon ví dụ như quý 3 năm ngoái là chi phí hoạt động nó chỉ có 173 tỷ thôi hay là cái quý liền kề là quý 2 vừa rồi cái chi phí hoạt động nó cũng chỉ có tầm khoảng một trăm mấy chục tỷ 200 tỷ thôi thì cái lợi nhuận của nó cao cái lợi nhuận quý 2 vừa rồi là hơn 200 tỷ nhưng mà đợt này là cái chi phí hoạt động của con mbet nó lại tăng lên là tới 377 tỷ cho nên đâm ra là nó bị bà mòn cái phần lợi nhuận ở dưới này cái lợi nhuận nó bị bào mòn thì nó còn 179 tỷ thì nó vẫn cao hơn so với cùng kỳ cùng kỳ là 166 tỷ thì em nói với quý anh chị nhà đầu tư là quý 3 đợt vừa rồi thị trường nó rất là khó khăn mà công ty chứng khoán nó vẫn lợi nhuận được 179 tỷ nó cao hơn so với cùng kỳ nó chỉ thấp hơn so với cái quý liền kề quý cái quý liền trước là quý 2 thôi là bởi vì cái lý do là do cái mảng môi giới nó bị sụt giảm thì em nói với quý anh chị nhà đầu tư chứ em làm môi giới em cũng cảm nhận được là cái công ty chứng khoán ssi em đang làm nó vẫn sẽ có những cái sự sụt giảm nó sẽ có những cái sự sụt giảm anh nhỉ tại vì cái thanh khoản của quý ba giai đoạn vừa rồi là nó không tốt thị trường nó không có lên thì lấy đâu ra mà thanh khoản lấy đâu ra mà môi giới đồ này kia mà nó có thể là nó tăng trưởng được anh nhỉ đúng không anh chị cho nên cái việc mà cái mảng môi giới nó sụt giảm và nó ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế của mbs và cái việc mà chi phí hoạt động của mbs nó tăng lên bất thường như vậy á thì cái việc mà lợi nhuận sau thế nó bị bào mòn là cái điều là, là một cái câu chuyện rất là bình thường anh nhỉ một cái câu chuyện rất là bình thường cái báo cáo tài chính chi tiết á, em chưa có đọc cho nên em chưa biết là cái chi phí hoạt động đó, nó 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 chi vào cái gì mà nó mất nhiều như vậy em chưa có đọc báo cáo tài chính chi tiết để tối ngày nay mà em rảnh em ngồi em mò Coi em đọc cái báo cáo tài chính chi tiết còn nó như thế nào nhưng mà để là nó đạt vì cái câu chuyện là báo cáo tài chính mà nó chỉ thấp hơn so với cái quý liền trước là quý hai là một điều cực kỳ vô lý thì em nghĩ là cái hợp lý ở đây là rủ rủ sẽ là một cái câu chuyện hợp lý à, đối với cái mã cổ phiếu MBS mà nó có những cái vận động giống như ngày hôm nay, thì chúng ta cần phải theo dõi tiếp cái phiên ngày mai và cho tới cuối tuần xem xem MBS nó có rơi tiếp hay không, hay là nó sẽ trụ vững được ở đây, nó cân bằng được ở đây, thì tất cả mọi thứ nó sẽ bắt đầu trở lại bình thường. Nhưng mà anh chị lưu ý là nó khi mà nó cân bằng lại, nó phục hồi đồ này kia các thứ, thì nó cũng sẽ mất tương đối là nhiều thời gian để bắt đầu có thể là quay trở lại thì trong cái quá trình mà nó cân bằng và nó tích lũy như vậy thì bắt buộc dòng tiền từ những cái mã cổ phiếu chứng khoán mà nó bị điều chỉnh nó bị rung lắc nó phải dịch chuyển sang những cái mã cổ phiếu khác em phải lấy ví dụ như là dg ngày hôm nay phá đáy đi hay là nhóm bất động sản đợt vừa rồi nó điều chỉnh đi thì dòng tiền nó phải dịch chuyển qua lại bên đó để bắt đầu có những cái gì phục hồi hay là phải dịch chuyển sang những cái nhóm ngành có báo cáo tài chính tốt em ví dụ thôi À, như là dầu khí hay là phân đạm hay là bất kỳ một cái nhóm ngành nào đó có một cái báo cáo tài chính tốt tại vì bây giờ chưa có ra báo cáo tài chính cho nên em chỉ đang ví dụ với mọi người thôi thì khi mà sắp tới những cái nhóm ngành nào mà có báo cáo tài chính tốt hoặc là có những cái câu chuyện kỳ vọng cho cái quý tư hoặc là cho năm sau á là dòng tiền nó phải dịch chuyển qua bên đó trong cái khoảng thời gian mà ngân hàng với chứng khoán nó điều chỉnh nó tích lũy và khi mà hai cái nhóm này nó điều chỉnh nó tích lũy thì nó sao nhỉ nó không được gãy nó không được gãy chứng khoán mà gãy thì trường mình cũng toan mà ngân hàng gãy thì chắc chắn là toan luôn nhưng mà rất may mắn là ngày hôm nay ngân hàng nó không có dấu hiệu gì hết mbb thì thanh khoản nó thấp MVS nó có biến nhưng mà mbb nó vẫn tích lũy nó vẫn duy trì được ở đây thanh khoản thấp à, cho nên em rất kỳ vọng là đợt này những cái con ngân hàng lớn như là acb mbb ctg đồ các thứ nó sẽ cân bằng được trong tuần này và nó sẽ bắt đầu phục hồi lên trở lại để nó giữ chỉ số và những cái con ngân hàng vừa và nhỏ như là tiên phong băng stb và vip đồ các thứ vip thì nó chỉnh trước rồi thì cùng lắm là bây giờ nó chỉnh thêm một hai phần trăm nữa nếu nó về đây là tới nơi tới hỗ trợ là bắt đầu có thể mua được còn tiên phong băng anh chị muốn mua là bắt buộc anh chị phải chờ con tiên phong này nếu như mà anh chị nhìn là nó sẽ giống với con mbs là ít gì á em nói ít nhất nha nó phải tích lũy lại nếu nó khỏe hai á là nó phải có một cái nhịp rủ nhẹ giống như mbs mbs này là rủ nặng còn ngân hàng như tiên phong mà sau này nó rủ thì mình nó chỉ rủ nhẹ thôi à, như tiên như như ngân hàng nó rủ thì nó chắc nó sẽ rủ tầm hai ba phần trăm hoặc là ít gì nó phải tích lũy lại đi ngang ở đây một thời gian để chuẩn bị cho một cái nhịp tăng số hai STB cũng sẽ tương tự như vậy. cái này là em có làm video hồi cuối tuần là vào hồi thứ bảy em có nói rồi là tuần này thì ngân hàng khả năng cao là nó không tăng được nữa mà nó sẽ tích lũy. Nói thiệt mà nó sẽ tích lũy. LBB thì Lộc Phát, ngân hàng Lộc Phát thì ngày hôm nay có cái tin là sắp tới là có thể vào Vin30 để thay thế cho con bao. Thì em chị chú ý con Lộc Phát này, coi coi sắp tới là nó có À, tích lũy rồi ở trên này rồi nó đi tiếp được hay không hay là nó qua lại quay về nó phủ nhận cái cây này nó mà quay về nó phủ nhận cái cây này thì anh chị phải để ý những cái con ngân hàng khác như tiên phong STB MBB ACB đồ các thứ nó có bị gãy theo hay không nếu như mà lọc phát sắp tới nó quay về lại ở dưới này á thì mà nó phủ nhận lại cái cây tăng ngày hôm nay nè à, cái cây mà vô nó nổ như này mà nó phủ nhận lại luôn á thì anh chị phải chú ý những cái con ngân hàng khác như là ACB MBB CTG À, rồi BID việt công băng tiên phong stb các thứ coi coi những cái con đó nó có gãy hay không nếu như lộc phát nó quay về chỉ một mình nó bị thương thôi chỉ một mình nó gãy thôi thì những cái con những cái con khác nó không gãy thì ngân hàng nó vẫn sẽ bình thường giống như con hd băng giai đoạn vừa rồi khi mà nó break out nó bị fail nè anh chị thấy không thì khi mà nó quay về nè chỉ có một mình nó bị thôi những cái con khác nó không bị gì hết à, thì sắp tới lọc phát anh chị để ý coi nó có giống như như hd băng hay không à, em nghĩ là khả năng cao là nó sẽ giống đấy, tại vì những cái con này nó nằm ở cái nền nó trên cao phải chi những cái con này mà nó nằm cái nền ở dưới thấp á vậy là ngon không? cái nền nằm ở dưới thấp là ngon là có khi hôm nay là lại có điểm mua nhưng mà tại vì cái nền của nó nằm ở trên cao quá cho nên là nó nổ lên thì đôi khi con lọc phát nó lại giống với con hd băng đôi khi nó lại giống hd băng không nó quay về nó rủ nó rủ như này nhưng mà quan trọng hơn hết là những cái mạng cổ phiếu ngân hàng khác nó có bị ảnh hưởng hay không cái này rất quan trọng nha anh chị phải chú ý nha để chúng ta đưa ra được quyết định là sắp tới là nên mua hay là nên bán đó. Còn nhiều mã cổ phiếu ngày hôm nay nó về hỗ trợ anh chị thăm dò là đúng chính xác về kỹ thuật không có vấn đề gì hết Nhưng mà để chúng ta mua mạnh mua với tỷ trọng lớn đặc biệt là đối với những anh chị nhà tư cầm tiền giai đoạn vừa rồi không có mua được á Để chúng ta mua số lượng lớn hay là chúng ta chỉ là mua thăm dò rồi chờ những cái tín hiệu tiếp theo Là anh chị phải chú ý tầm khoảng 3 phiên tới thứ tư thứ năm thứ sáu Để coi coi rằng là chiếc, cái mã cổ các nhóm cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay á, đặc biệt là cổ phiếu MBS nó rủ hay là nó sập nếu là nó rủ nó sẽ cân bằng lại sớm nó sẽ cân bằng và nó sẽ phục hồi lại sớm thì lúc đó nhóm chứng khoán nó sẽ cân bằng nó tích lũy lại rồi nó sẽ tiếp tục đi lên còn cái nhóm chứng khoán mà nó sập anh chị là nó tích lũy lại một phiên hai phiên là xong rồi nó gãy tiếp thì anh chị chú ý cho em cái vấn đề đó nha anh chị và trong cái quá trình mà chứng khoán mà nó điều chỉnh như này ngân hàng mà nó chuẩn lại nó tích lũy thì dòng tiền bắt buộc nó phải chảy sang những cái nhóm khác thì ngày hôm nay có cái tín hiệu đó là nó bắt đầu nó chảy qua cái nhóm ngành thép cũng như là một số cái mã cổ phiếu riêng lẻ khác ví dụ như là cảng biển HAH hay là cái nhóm như là thịt heo hay là cái nhóm như là khu công nghiệp cao su về cuối phiên là là bắt đầu dòng tiền nó có chảy qua nhưng chưa nhiều thì chúng ta phải chú ý sắp tới một hai phiên ba phiên sắp tới coi coi là dòng tiền nó có chảy qua những cái nhóm này nó có nhiều hay không và đừng quên bất động sản nha anh chị anh chị có nhớ cái nhóm tứ trụ chúng ta băng chứng thép bất động sản không thép thì có thể là cái cái vốn hóa nó không nhiều lắm thép thì tính ra đợt vừa rồi nó chỉ có đi ngang thôi nó không có xấu nhưng mà anh chị có nhớ cái giai đoạn mà thị trường nó hồ nó nó có một cái cây ngày nó có một cái cây ngày mà nó kéo lên một nghìn hai trăm chín mươi chín sau đó thị trường quay đầu anh chị cái cây này, này cái cây ngày ba tháng mười thì cái cây đó là do bất động sản nó làm có nghĩa là thị trường rất muốn vượt đỉnh nhưng mà cái cây ngày 3 tháng 10 là bất động sản nó phá game thì bây giờ mà để thị trường nó cân bằng lại được và nó đi lên trở lại thì bắt buộc chứng khoán và ngân hàng nó không được phá game hay kể cả bất động sản nó không được tiếp tục phá đáy ví dụ như sắp tới dg mà nó lấy lại được nó quay trở lại lên được là tốt hay là những cái con phát đạt đất xanh rồi này kia nó giữ được cái vùng hỗ trợ của nó rồi nó cân bằng được ở đây nó phục hồi lên là ok à, chứ mà những cái con như là đất xanh mà phát đạt rồi này kia mà sắp tới nó quay về nó phá đáy tiếp thì thị trường mình nó cũng khó đi lên hay là anh chị để ý tới cái nhóm ngành chứng khoán như em nói đó sắp tới những cái con như là hôm nay mbs giảm mạnh đi à, sắp tới là tới hcm nó gãy hỗ trợ đúng không hcm gãy hỗ trợ ssi quay về gãy hỗ trợ rồi vci quay về phủ nhận là cây tăng ngày hôm qua gãy hỗ trợ rồi bắt đầu rồng việt gãy hỗ trợ đúng không rồi bsi gãy hỗ trợ fts gãy hỗ trợ sắp tới những cái con chứng khoán mà nó lần lượt lần lượt gãy hỗ trợ mà nó giảm với thanh khoản lớn á là mình xác định luôn là thị trường này có thể là phải tích lũy lại rất lâu và có thể là phải mất thêm vài tháng nữa này, tại vì chúng ta đã cùng nhau trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn từ đầu năm tới bây giờ, từ đầu năm tới giờ chỉ có đúng một cái con sóng ở đây là sóng ngân hàng, sóng cao su, sóng khu công nghiệp và sóng phân bón hóa chất, đúng chưa anh đi à, Cuối cuối cái con sóng thì nhóm bất động sản có kéo lên cái, nhưng mà anh chị nào mà đu ở trên thì kẹp tới bây giờ, đấy. thì anh chị thấy là từ đầu năm tới giờ là thị trường nó đi swing nó đi sideways, đúng không? Đánh rất là khổ anh nhỉ đánh rất là khổ, đánh cứ ra vào ra vào ra vào liên tục, nó rất là cực đúng không anh chị cực kỳ cực luôn anh chị nói là đánh ra vào ra vào tưởng nó dễ cứ nghe cái nghe cái chữ là mua biên dưới bán biên trên nhưng mà thật ra là trong lòng thị trường thì nó lại khác à, các mã cổ phiếu thì nó cũng phân hóa nó cũng đa dạng khác nhau rồi các thứ đúng không anh chị con nào về biên dưới mua chưa chắc đã có ăn đúng không anh chị lúc đó là rất là khó khăn để tìm kiếm được những cái mã cổ phiếu mà nó hợp lý để chúng ta đánh sideways trong giai đoạn mà thị trường nó sideways quay à, cho nên giai đoạn này mà anh chị à, anh chị nhà hậu thư mà nói là ngân hàng đoạn này nó nó giữ để nó xả mid cap rồi sau này ngân hàng nó sẽ giảm bù hay là chứng khoán là sắp tới là nó sẽ sập ngân hàng rồi nó cũng sẽ sập theo. Thì em nói với quý anh chị nhà đầu tư là thị trường là chúng ta mà ngân hàng, chứng khoán hay là bất động sản mà nó tiếp tục nó quay về nó phá đáy rồi nó bắt đầu nó thay phiên nhau mà nó gãy thì thị trường mình lại quay về cái thời kỳ đen tối trong giai đoạn trước đó là nó lại quay về 1200 rồi nó lại quay về 1185, 1170 ở phía dưới này. Thì em nói với anh chị là nó rất khổ quá anh chị, nó rất khổ nó lại mất thêm vài tháng nữa hai ba tháng nữa trên thì nó mà quay về dưới này nó mất hai ba tháng nữa à, Có khi 4 tháng, 5 tháng đồ này kia là rất mệt nha anh chị. Rất mệt cho nên là em không có mong muốn là thị trường nó đi theo cái kịch bản này. Tất nhiên thị trường nó luôn đúng, cái việc mình muốn hay không muốn á cái đó là góc nhìn chủ quan. À, nhưng mà em đang nói với quý anh chị nhà tư là nếu mà nó đi theo cái kịch bản này thì nó sẽ cực kỳ mệt mỏi anh chị. Và tất cả những cái vấn đề mà em nghiên cứu về vĩ mô ở thời điểm hiện tại thì để mà thị trường nó đi theo cái kịch bản này là hoàn toàn không hợp lý. À, hoàn toàn không hợp lý. Nếu anh chị nào có tìm hiểu vĩ mô chung với em là anh chị sẽ biết nó hoàn toàn nó không hợp lý. Nó hoàn toàn không hợp lý. À, thì em rất kỳ vọng giai đoạn này thị trường nó sẽ cân bằng lại được ở đây. Đặc biệt là cái nhóm chứng khoán giai đoạn này nó chỉ là một cú rũ thôi. Chỉ là một cú rũ thôi và ba phiên sắp tới sẽ là ba cái phiên cân bằng và phục hồi trở lại đối với cái nhóm ngành chứng khoán. Ngân hàng thì em đã nói với anh chị từ hồi cuối tuần thứ bảy rồi. Cái video hồi thứ bảy rồi là ngân hàng đoạn này nó chưa tăng được ngay đâu. Nó sẽ tích lũy lại trong tuần này thậm chí những cái mã cổ phiếu nào mà có mức độ hưng phấn cao á nó sẽ bắt đầu nó sẽ rung lắc về ngắn hạn thì cái nhịp rung lắc đó sẽ là cơ hội để cho anh chị mua những cái mã cổ phiếu ngân hàng nó khỏe như là tiên phong này hay là STB rồi các thứ này hay là MSB rồi các thứ này à, thì đó sẽ là cơ hội cho quý anh chị đầu tư còn giai đoạn này cứ để cho nó tích lũy thêm Nên thì ngân hàng nó cần phải tích lũy thêm biết đâu được nó có một cái cây rũ giống như con MSB thì lúc đó mình mua nó cũng sẽ sướng hơn MBS chứ nó sẽ sướng hơn đúng không? còn bây giờ MBS mà anh chị muốn mua gia tăng hoặc là muốn mua với số lượng lớn á là anh chị phải chờ nó cân bằng trở lại tầm khoảng cuối tuần đó. nếu mà nó cân bằng trở lại được với thanh khoản thấp anh chị có thể là bắt đầu tham gia trở lại đối với cổ phiếu MBS đó, cổ phiếu MBS còn để cái câu chuyện mà uh, ngày mai nó có một cái cây tăng xanh trở lại phủ nhận cái cây ngày hôm nay làm thấy hơi khó tại vì cái vô ngày hôm nay nó to quá vậy chỉ cái vô ngày hôm nay nó bằng với những cái phiên trước đó như cái phiên này đi thì em nghĩ rằng là nó có thể nó làm được trong ngày mai hoặc là hai phiên tới gì đó đúng không nhưng mà mặc dù là với cái cây vô mà nó to như thế này anh chị thấy cái cây vô này là dường như là to nhất lịch sử à, to nhất lịch sử thường thường những cái cây vô này mà nó nổ ra là cổ phiếu nó phải sàn nhưng mà được một cái là bù lại là cái điểm cộng là mbs ngày hôm nay nó không có sàn cho nên là chúng ta có thể là theo dõi tiếp như thế nào à, thật ra là em cũng nói với quý anh chị nhà tư luôn là vị thế là nó quyết định tất cả à, vị thế nó quyết định tất cả tại vì sao ngày hôm nay em không bán tại vì em cầm vị thế nó tốt quá và em muốn quan sát tình hình và cái cái gọi là cái cái chiến lược từ ban đầu em đã nói với mọi người rất là rõ luôn là em không có mua mua bán bán giai đoạn này em không có mua mua bán bán về cái mặt ngắn hạn nếu như chúng ta đã cầm được vị thế tốt thì chúng ta cứ cầm trừ khi anh chị cầm những cái vị thế xấu ví dụ như ngày hôm nay có một anh nhà tư nhắn hỏi em là con mbs này anh chị cầm giá 31 thì hôm nay có nên bán không em thì giá vốn lúc thì cái giá thị trường lúc đó nó đang là tầm khoảng 30.5 thì em nói là anh chị cầm 31 thì thôi anh chị hạ 1 phần 2 giúp em đi tại lỡ mà nó về 29.3 29.5 anh chị không có tiền cover thì lúc đó rất là tiếc đúng không còn ví dụ như em cầm 26 4 hay là kể cả là anh chị cầm 26.x 26 27 đi cho dù là anh chị cầm 27 đi thì nó vẫn rất là thoải mái nó vẫn rất là thoải mái anh chị đúng không mình chỉ mất đi một phần lãi thôi nhưng mà nó rất là thoải mái à, còn anh chị nào mà đu những cái vùng ở trên này nè thì khi mà nó gãy xuống như vậy thì chắc chắn là sẽ khó chịu chắc chắn là sẽ khó chịu và sẽ chắc chắn là luôn là sẽ rất sợ và khi mà cái vị thế của anh chị xấu như vậy thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay mà mbs nó nổ vô ra như vậy thì bắt buộc anh chị phải hạ hạ tỷ trọng để có tiền về lại đây cover hoặc là cái vùng ở trên này anh chị chỉ mua thăm dò thôi À, thì khi mà nó test về đây mà nó cân bằng được thì anh chị có thể tự tin mua gia tăng thêm để cái giá vốn của mình nó hạ xuống tầm khoảng ở giữa giữa đây tầm khoảng 30 chấm ít thì lúc mà nó hồi lên hoặc là nó bắt đầu cái nhịp tăng số 2 á, thì nó sẽ ổn nha cả nhà nó sẽ ổn ở à, cho nên anh chị chú ý kỹ coi coi là chứng khoán sắp tới á. coi coi nó có từng cái mã cổ phiếu anh chị phải nhìn từng cái mã cổ phiếu nha coi coi nó có gãy theo hay không à, coi coi nó có gãy theo hay không ví dụ như mbs ngày hôm nay là nó nổ vô thanh khoản bán nó bị lớn thì sắp tới anh chị phải chú ý những cái mã cổ phiếu mà như chú ý thêm MBS, à, chú ý MBS rồi chú ý những cái mã cổ phiếu chứng khoán khác, HCM, SSI, CTS, BSI vân vân, VDS vân vân. Chú ý coi những cái con cổ phiếu đó nó có bị nổ vôn bán không. Nếu như nó vẫn tích lũy nó không nổ vôn bán, thậm chí nó còn phục hồi MBS bắt đầu cân bằng trở lại thì nhóm chứng khoán rõ ràng chỉ đây chỉ là một cái nhịp rũ thôi. À, đây chỉ là một cái nhịp rũ thôi. Và anh chị phải quan sát dòng tiền, coi coi là nó có chảy sang những cái nhóm ngành khác hay không. Tại vì khi mà đợt vừa rồi là dòng tiền nó chỉ tập trung vào băng chứng đó thì khi mà băng chứng bắt đầu điều chỉnh là dòng tiền bắt đầu có những cái tín hiệu rút ra thì khi mà cái dòng tiền nó rút ra nó phải chảy qua sang những cái nhóm ngành khác để đảm bảo rằng là dòng tiền nó vẫn còn đang nằm ở trên thị trường à, ví dụ như ngày hôm nay anh chị thấy là anh long là gánh toàn thị trường do cổ phiếu anh long có nghĩa là cổ phiếu hòa phát thì cũng rất là may mắn là cái con hòa phát này là em cũng đã trích ra một cái phần tiền để mình mua và nắm giữ từ cái giai đoạn tháng 8 anh chị nào đồng hành với em là anh chị sẽ hiểu à, em mua hòa phát vào giai đoạn tháng 8 là mua ở đây tháng 9 em mua thêm ở đây là cái giá trung bình hòa phát em nó đang nằm ở lanh quanh đây tầm khoảng 25.5 25.6 thì bắt đầu là ngày hôm nay hòa phát nó lên trở lại nó gỡ nó bù lại được cho em nó bù lại được cái danh mục cho em nhưng mà nhưng mà ngày hôm nay là danh mục vẫn đỏ tại vì cái tỷ trọng của em cầm chứng khoán nó nhiều hơn à, có cầm có cầm hòa phát có cầm thép đúng không có cầm hòa phát nhưng mà cái tỷ trọng hòa phát nó không nhiều bằng cái tỷ trọng của nhóm chứng khoán cho nên nhóm chứng khoán ngày hôm nay nó quay trở lại như vậy đặc biệt là MBS nó giảm như vậy thì chắc chắn là cái danh mục của em nó sẽ đỏ trong ngày hôm nay không thể nào mà xanh được hết anh gì nhưng mà hòa phát nó kéo lại được nó cũng đỡ được một tí thì cái đó là cái tín hiệu dòng tiền nó dịch chuyển thì sắp tới anh chị nhà tôi chú ý xem dòng tiền nó có dịch chuyển để nó đảm bảo cái dòng tiền nó vẫn còn nằm ở trong thị trường hay không đặc biệt là cái nhóm cổ phiếu thép khi mà ngày hôm nay thị trường nó lên tới một trong cái nhịp phục hồi đúng không và nó quay về một À, đúng không anh chị nó quay về 1270 về cuối phiên lên 1275 xong quay về 1270 là giảm 5 điểm thì cái nhóm cổ phiếu thép này nó không có giảm anh chị đặc biệt là hòa phát nó vẫn neo đậu được ở đây thì sắp tới kỳ vọng hòa phát mà nó vượt qua được cái cái cản giao găm ở đây là nó rất đẹp nha anh chị nó mà vượt qua được cái vùng cản ở đây là nó rất tuyệt vời anh chị nào đánh ngắn hạn thì có thể canh chốt ở đây nhưng mà em là một người đã cầm cầm hòa phát được hai tháng rồi một tháng rưỡi hai tháng rồi thì khi mà nó mới bắt đầu nó lên như thế này thì em sẽ tiếp tục em cầm tiếp gọi là cái gì anh chị gọi là đánh cược Tại vì giống như nãy em nói với anh chị là em không có muốn thị trường nó phải rơi vào cái giai đoạn đen tối giống như giai đoạn trước đó nữa. Cho nên giai đoạn này em sẽ đánh cược. Em có thể là em sẽ mất lãi hoặc nhiều mã cổ phiếu thậm chí em sẽ bị lỗ, bù qua bù lại thì có thể là hòa vốn. Nhưng em sẽ đặt cược vào cái việc rằng là thị trường sắp tới nó sẽ cân bằng được ở đây và nó sẽ tiếp tục vượt đỉnh để nó vào một cái con sóng uptrend và cho cuối năm. Cho cuối năm. Ok ha anh chị? Đó thì cái đó là em nói rõ luôn cái chiến lược của em. Còn anh chị nào đánh ngắn hạn thì khi mà nó lên anh chị chủ động anh chị chốt. Đó cái đó là cái về cái mặt ngắn hạn là nó khác nha đi là mặt ngắn hạn là nó khác còn cái hành động giai đoạn này thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ chờ thị trường nó phục hồi sẽ có một cái nhịp phục hồi ngắn ở đây à, sẽ có một cái nhịp phục hồi ngắn ở đây lên lại cái vùng tầm khoảng 1280 cộng trừ thì lúc đó chúng ta sẽ canh những cái nhóm ngành yếu để chúng ta cơ cấu cái này thì em có nói rồi đúng không là chúng ta vẫn sẽ chờ những cái nhóm ngành yếu nó phục hồi để chúng ta cơ cấu còn những cái nhóm ngành khỏe chúng ta cần phải quan sát thêm sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay à, như ngày hôm nay thì ngân hàng nó rất là bình thường Ngân hàng thì em thấy nó không có vấn đề gì hết, một vài con nó vẫn xanh như Techcombank rồi này kia nó vẫn xanh. Hay là mấy con như là băng đồ này kia thì nó vẫn nó nó vẫn ok. À Vbbank Techcom đồ này kia nó vẫn ok. À Vbbank nó rất rất là ổn ấy. Hay là Tiên Phong nó vẫn tạm ổn, nhưng mà Tiên Phong ngày hôm nay lại có thêm một cây nến bị bán xuống như này thì khả năng Tiên Phong là nó sẽ cần phải tích lũy lại hoặc thậm chí nó sẽ cần có một cái cú rũ nhẹ. À, không phải quá mạnh đâu. À, để nó bắt đầu nó chuẩn bị cho một cái nhịp tăng số 2. Và em vẫn rất là đặt cược vào cái nhóm ngân hàng giai đoạn này là nó vẫn sẽ có sóng, tại vì thị trường từ đỉnh mà nó giảm xuống tầm khoảng hơn 30 điểm nhưng mà cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt là cái nhóm ngân hàng nó vẫn duy trì được cái sức mạnh của nó hay là cái nhóm hỗ trợ là cái nhóm chứng khoán tới ngày hôm nay nó mới bắt đầu nó điều chỉnh. Thì thật ra anh chị nhìn con MBS á, là tại vì nó nằm trên cao nó chỉnh xuống, anh chị nói nó xấu nhưng mà thật ra nó vẫn là cổ phiếu khỏe. Chính vì có câu chuyện nó khỏe cho nên cái lượng đu bám nó nhiều thì nó cần phải có những cái cây rũ chất lượng như thế này. Thì chúng ta cần phải quan sát thêm vài phiên tới như thế nào. Còn sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay để chúng ta kết luận quá sớm về cái câu chuyện là thị trường sập, chứng khoán sập rồi nó quay về 1200 1185 á thì cái kết luận đó là còn quá sớm. À, sắp tới mà nó cân bằng lại được thì thị trường chúng ta sẽ tạo được cái đáy ở đây và nó sẽ tiếp tục đi lên. À, chứ chúng ta đừng có kết luận quá sớm giai đoạn này. Ok ha cả nhà nhưng mà phải nói thật nói, nói nói thẳng với mọi người nói thật với mọi người là ngày hôm nay mà MBS đánh như này là là thật ra là em cũng rén đấy. Nếu mà cái vị thế của MBS của em mà không tốt hoặc là những cái mã cổ phiếu khác mà vị thế của em mà không tốt là em nói với quý anh chị nhà tư là có khi là, là 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 rất kinh là rất sợ rất sợ nhưng mà chính vì cái câu chuyện mà cái vị thế của em là gọi là nó tốt đi mình có thể mình tự tin mình nói là nó tốt nó không phải gọi là quá đẹp nó không phải gọi là quá tốt nhưng mà mình có thể mình dùng cái từ tốt cho cái vị thế của em đang cầm ở thời điểm hiện tại mà em có thể dùng cái từ gọi là tốt à, nhiều mã cổ phiếu ở thời điểm hiện tại em vẫn đang lỗ vài phần trăm mà, nhưng mà có được MBS và một số mã cổ phiếu như là HBG nó gỡ gạt lại nó gỡ gạt lại và chính vì cái câu chuyện là những cái mã cổ phiếu khác mà cái vị thế của em tốt cho nên đợt vừa rồi điều chỉnh về là em nhiều mã cổ phiếu nó chỉ quay về hòa vốn hoặc là nó quay về lỗ nhẹ một hai phần trăm và những cái con như là mbs hòa phát của em bây giờ nó vẫn kéo lại được cái danh mục của mình đấy thì chính vì cái câu chuyện mà vị thế tốt thì ngày hôm nay là em mới em mới có thể là không có bị lung lay like, không có bị lung lay like nhiều nhưng mà có dấu hiệu bị rén như em là ngày hôm nay là em thấy rén mbs nó đánh cây này là thấy rén ngang luôn á rén ngang nhưng mà nhưng mà mình cần phải theo dõi thêm vài phiên tới À, coi coi là nó sẽ có những cái vận động như thế nào rồi chúng ta mới đưa ra được những cái kết luận. Đúng không cả nhà? À, ví dụ như bên này MBS nó cũng có một cái cây bán rất là kinh khủng khiếp nhưng mà anh chị thấy vài phiên sau đó là bắt đầu nó cân bằng, một tuần sau đó nó cân bằng và nó lên trở lại. Thì biết đâu giai đoạn này cũng vậy, bắt đầu nó cân bằng trở lại vài phiên tới rồi nó bắt đầu đã đi lên trở lại. Thì MBS sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay có thể sáng mai là nó sẽ giảm thêm về lại tầm khoảng 29.5 29.6 thì đó sẽ là cái vùng mua về cái mặt ngắn hạn nha. 29.5 29.6 đó sẽ là cái vùng mua về cái mặt ngắn hạn. À, tại vì đây là cái kijun ngày mà À, thì anh chị có thể tham khảo vào sáng ngày mai đối với cổ phiếu MBS, à, đặc biệt là anh chị nào mà đang có cầm cái mã cổ phiếu MBS này nằm ở trên vùng cao nè, thì ngày mai ngắn hạn nó chỉnh về đây anh chị mua vào mà nó hồi trong phiên lên thì bán cái hàng có sẵn ra để coi như là chúng ta trading T0 T1. Hạ giá vốn. À, tại vì cái đó là đối với những anh chị nào cầm giá cao thôi nha. Còn những anh chị nào cầm những cái vùng nền thấp giống như em á, thì cứ cầm để coi quan sát thì sắp tới nó như thế nào. Chúng ta nâng chặn lãi lên thôi. Nâng chặn lãi lên là ngay cái cây nến này. À, ngay cái cây đây nó phủ nhận lại cái cây này thì chúng ta sẽ bán là ngay 29.6 nghĩa là nó có một cái phiên đóng đến dưới 29.6 là chúng ta sẽ bán chốt lời đối với cổ phiếu mở bé còn nếu mà nó chạm về đây 296 295 mà trong phiên nó cho dù nó có nhúng xuống 29.6 rồi nó rút chân lên thì chúng ta vẫn sẽ nắm giữ quan trọng nhất là tới tầm khoảng cuối phiên chiều á mà nó đóng đến dưới 29.6 thì lúc đó chúng ta có là chúng ta cần phải xử lý là chúng ta cần phải xử lý bằng cách là chốt lời còn những anh chị nào nhà tư nào mà đợt vừa rồi mua mở bé ở trên này, nè thì sáng ngày mai có thể canh quanh cái vùng 29.5 29.6 À, để có thể là mua thêm để có thể là nó hồi lại trong phiên đó, là anh chị sẽ đánh trading T0 T1 để chúng ta hạ giá vốn xuống từ từ cho nó hợp lý ngay cả nhà đó anh chị nào mà ví dụ như đợt vừa rồi mà mua mb 32 32.5 thì là nên đánh hạ giá vốn nên đánh hạ giá vốn tại vì kiểu này kiểu gì nó cũng sẽ có hồi thôi này. kiểu gì nó cũng sẽ có hồi thôi đó. cho nên là anh chị lưu ý mua cao quá thì có thể đánh hạ giá vốn nha còn những cái mạng cổ phiếu chứng khoán khác thì em thấy nó vẫn đang tích lũy đi ngang anh chị để ý con HCM HCM cũng là một trong những cái mã cổ phiếu chứng khoán nằm ở trên cao thì anh chị chú ý coi sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay MBS này bị bán như thế này á, thì sắp tới HCM nó có bị bán không HCM nó vẫn tích lũy được trên này nó bắt đầu nó siết thanh khoản lại thì mọi thứ nó vẫn ổn và sắp tới HCM nó vẫn sẽ lên nhưng mà sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay MBS nó bị bán mạnh mà một hai phiên tới HCM nó cũng bị bán mạnh xuống thì coi như là chứng khoán là nó đang hơi rủi ro đó nhóm ngành chứng khoán là đang hơi rủi ro sáng ngày mai 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ có cái công văn đến từ FTSE về cái câu chuyện là nâng hạng thị trường thì để coi coi rằng là à, Việt Nam của chúng ta có được vào cái ngồi cái hàng dự bị hay không nha cả nhà hiện tại là chúng ta đang nằm trong danh sách theo dõi ngày hôm qua em có làm video em có nói với anh chị nhà tư là đang nằm trong danh sách theo dõi nghĩa là không biết có được kêu lên đội tuyển quốc gia hay không đó giống như là chúng ta đang tưởng tượng chúng là cầu thủ bóng đá không biết là có được kêu lên đội tuyển quốc gia hay không đang được trong diện theo dõi thôi thì nếu như mà ngày mai cái công văn nó công bố ra mà chúng ta được kêu lên đội tuyển quốc gia ngồi vào hàng ghế dự bị ngồi vào hàng ghế dự bị thôi nha anh chị là tốt còn nếu mà công bố ra là chưa được kêu lên đội tuyển quốc gia là xấu à, anh chị cứ hiểu nôm na như vậy thôi thì nếu mà công bố ra mà chưa được vào đội tuyển quốc gia chưa được kêu lên đội tuyển để đi đá để chuẩn bị đi đá thì có thể là cái nhóm chứng khoán là nó sẽ còn rủ thêm nó sẽ còn rủ thêm nhưng mà em đánh giá là nếu vì cái tin đó mà rủ xuống á nếu vì cái tin mà nâng hạn thị trường mà rủ xuống á thì đó sẽ là cơ hội theo cá nhân em nó vẫn sẽ là cơ hội nha cả nhà tại vì em vẫn có một cái niềm tin về vĩ mô về cái câu chuyện là bơm tiền về những cái số liệu về nền kinh tế vẫn cho thấy là đang phục hồi rất là tốt à, thì em vẫn rất là đặt kỳ vọng vào cái câu chuyện gọi là vĩ mô còn về phân tích kỹ thuật thì ngày hôm nay có cho thấy là con MBS là bị bán với thanh khoản lớn. Còn nếu mà nhìn về Ichimoku nha, nếu mà nhìn về Ichimoku thì mọi thứ nó vẫn đang bình thường. Nếu nhớ chúng ta nhìn về Ichimoku thì mọi thứ đang bình thường. Còn nếu anh chị nhìn về phương Tây á, là thị trường bắt đầu quay về lại cái xu hướng sideways. À, anh chị nhìn cái chỉ báo xu hướng nha. Thị trường nó không có bào, nó không có đau trend gì hết nha cả nhà. Nhiều anh chị nhà tư cứ hỏi là thị trường nó đau trên hay em này các thứ, thị trường nó không có đau trend gì hết nha. Thị trường nó bắt đầu nó đi vào lại cái xu hướng sideways. À, khi mà cái đường a đích này anh chị thấy không nó vẫn đang nằm ở cái vùng ở dưới này khi mà cái đường D cộng D trừ nó đang suýt lại với nhau như thế này thì thị trường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cái xu hướng gọi là sideways còn cái khuynh hướng sideways còn Vn30 thì sao Vn30 thì nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng về cái mặt ngắn hạn khi mà cái đường a đích nó vẫn đang nằm ở trên này thì em rất kỳ vọng là Vn30 nó sẽ cân bằng và nó sẽ kéo lên trở lại để giúp cho chỉ số Việt Nam Index của chúng ta và NIndex của chúng ta nó bắt đầu nó sẽ cân bằng và nó sẽ đi lên trở lại ha đó thì anh chị chú ý thì khi mà chúng ta bước vào lại cái cái giai đoạn sideways là anh chị phải sử dụng cái chỉ báo sideways à, thì chúng ta nhìn vào cái chỉ báo sideways của VN thì cái đường William R ở đây nó đã bắt đầu quay về lại những cái vùng gần biên dưới rồi đúng không à, về gần như là biên dưới RSI stock RSI cũng vậy nó về lại gần dưới này thì chúng ta kỳ vọng là sắp tới nó có một cái nhịp cắt lên cái là là thị trường chúng ta sẽ tạo ra được một cái vùng biên dưới ở đây là bắt đầu nó sẽ phục hồi lên trở lại đấy anh chị nhìn cái khung H4 là nó sẽ rõ hơn thì anh chị nhìn cái khung H4 anh chị thấy là cái William R là bắt đầu nó tạo được một đáy này. Đúng không? Cái đường tín hiệu ở đây nó cắt lên được một lần này. Thì trong quá khứ anh chị thấy trong quá trình giảm điểm của thị trường này là nó phải cắt hai lần. Một lần này, hai lần là coi như nó có hai đáy. Thì bây giờ cái Stot trade ở đây là anh chị thấy có một đáy này. Và kỳ vọng là tầm khoảng 3 phiên tới là nó sẽ cắt lên để tạo thêm một cái đáy nữa là hai đáy. Thì bắt đầu thị trường chúng ta sẽ phục hồi lên trở lại. À, trước mắt là nó sẽ hồi lên lại được 1283 cho tới 1284 nha cả nhà. Nếu mà vượt qua được 1284 thì coi như là phủ nhận nguyên một cái nhịp giảm vừa rồi là coi như xác nhận luôn là cái nhịp rũ nhịp giảm vừa rồi là nhịp rũ và chuẩn bị tiến tới cái câu chuyện là vượt 1.300 ha đó, thì anh chị lưu ý giúp em về thị trường của chúng ta đó, thì cái việc mà chị báo sai quay nó về lại cái vùng biên dưới thì chuẩn bị là thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp phục hồi trong vài phiên tới thì anh chị để ý coi coi là sắp tới nó hồi lên test lại cái vùng 1283 ở đây nè thì mình cứ cho là 84 đi thì nếu như mà nó vượt qua được cái vùng này á, nó vượt qua được cái con dao găm 1283 1284 ở đây nè cái đường màu vàng ở đây nè À, là anh chị sẽ thấy là nó sẽ chui được cái khe lên này, à, nó sẽ chui được cái khe trên này nó lên. thì khi mà nó chui được cái khe trên này nó lên thì coi như là nó phủ nhận hết nguyên một cái nhịp giảm vừa rồi và nó cũng xác nhận luôn cái nhịp giảm vừa rồi là một cái nhịp rũ à, và bây giờ nó quay lên trở lại thì nó sẽ tích lũy trên này và chuẩn bị cho một cái nhịp tăng mới. À, thì em kỳ vọng là thị trường nó sẽ đi theo cái kịch bản đó chứ em sẽ không kỳ vọng là thị trường nó sẽ đi theo cái hướng là à, nó bắt đầu là các cái nhóm ngành nó sẽ thay phiên nhau nó gãy rồi thị trường cũng sẽ gãy rồi bắt đầu quay về lại cái vùng biên dưới ở dưới này thì em sẽ không có đặt cược cho cái kịch bản đó mặc dù là cái xác suất là nó có thể xảy ra thì chúng ta phải theo dõi thêm vài phiên sắp tới coi coi những cái dấu hiệu của thị trường nó như thế nào chứ ngày hôm nay là em thấy nó đánh như này là em cũng hơi rén hơi rén thôi chứ còn để là lung lay về cái ý chí ấy, thì chưa lung lay lắm rén là rén ngang thôi bắt đầu rén ngang thôi. là thấy thị trường này đánh hơi hơi ác <laughs> đúng không thị trường này là đánh hơi hơi kinh khủng là hơi ác đấy nhỉ hơi ác đánh như vậy là hơi ác những anh chị nào từ nào mà fomo là toan hết fomo là toan hết phô mấy con khỏe khỏe là toàn như tiên phong rồi này kia anh chị phô ở trên ngọn là có khi sắp tới nó test lại hai ba phần trăm là anh chị lại sợ đó là lý do mà tại sao anh chị thấy là fomo là nó nó là như vậy nó như vậy nếu như chúng ta không chấp nhận được rủi ro của cái việc fomo là là, là anh chị mệt mỏi mệt mỏi về cái vấn đề đó à, cho nên là tại sao em luôn luôn nói với quý anh chị nhà đầu tư là chúng ta phải canh những cái phiên rung lắc á, những cái phiên điều chỉnh ngắn hạn á để chúng ta mua chứ anh chị đừng có phô FOMO. FOMO vô giá càng cao là anh chị phải chấp nhận rủi ro nó càng cao đúng không anh ấy? giá càng cao thì chấp nhận rủi ro nó càng cao cổ phiếu kéo hai phần trăm thì nó test lại năm bảy phần trăm được không anh chị được chứ sao không được đúng không không đúng không cả nhà bây giờ em nói với anh chị là cổ phiếu nó tăng từ nền nó tăng từ đáy nó tăng lên hai phần trăm thì nó test lại bảy phần trăm mười phần trăm được không cả nhà được chứ sao không được được chứ tại vì anh chị biết là nhà đầu tư thông minh nhà đầu tư cá mập rồi này kia người ta mua từ những vùng ở phía dưới thì lên nó lên trên nó lãi mười người ta lãi hai mươi phần trăm người ta chốt lời được không anh chị được chứ sao không được Đúng không? bây giờ cổ phiếu nó giảm 5% nó giảm 10% những người mà người ta mua ở dưới người ta vẫn có lãi. Người ta vẫn có lãi mà. Chỉ có những anh chị nhà tư nào mà FOMO đua ngay những cái lúc mà thị trường nó kéo lên đó, thì mới gọi là lỗ thôi. À, chứ thật ra những anh chị nhà tư mà mua ở phía dưới nó vẫn có lãi mà. Đúng không? Ví dụ như em con MBB là em vẫn có lãi mà. Một số mã cổ phiếu em mua nó hơi cao thì bây giờ nó lỗ là đúng. Nhưng mà mua từ nền ở phía bên dưới nó vẫn lãi mà anh đi. Nó vẫn lãi. Nhiều con em nói với anh chị đa ba cô em cầm chắc cũng phải cả hơn cả tháng rồi đó em cầm quanh cái vùng 28 chấm ít ở đây là chắc em phải cầm hơn cả tháng nó cứ lên rồi nó tích lũy nó lên nó tích lũy anh chị thấy mua mua bán bán nó có được cái gì đâu đúng không anh em ví dụ như con đa cô ở cô đây em cầm từ cái lúc mà nó vượt qua cái đường giao găm này nè à, lại mua ngay cái lúc mà ngay cái cây này luôn em nhớ chính xác luôn là em mua ngay ngay cây bên này hay là cái cây bên này nè em nhìn như em nhớ em mua cây bên này à, cầm tới bây giờ nó cứ lên nè nó xuống nè rồi lại lên rồi tích lũy thì anh chị cứ mua mua, mua mua bán bán để làm cái gì nó đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu Đúng không? thà bây giờ nó quay về đây nó thủng hỗ trợ nó xấu hẳn luôn rồi em cắt nhưng mà nếu mà nó nó tích lũy được ở đây mà nó tích lũy đúng mà nó tích lũy đủ thì bắt đầu nó phi lên lại trên này thì có phải là lúc đó cái vị thế của em trở thành cái vị thế rất là tốt và cái khoản lãi của em lúc đó nó, nó sẽ trở thành cái khoản lãi lớn không à, còn dăm ba phần trăm đâu này kia là em đã xác định với quý vị nhà tư là khi mà thị trường nó phát đi cái tín hiệu là bắt đầu có những cái cơ hội lớn có thể kiếm được những cái khoản lãi lớn à, là em đã xác định với quý chị nhà đầu tư là chúng ta phải đặt cược thì cái đó là cái chiến lược của em giai đoạn này À, còn anh chị nào mà đánh ngắn được hoặc là anh chị nào cảm thấy là hợp lý, thấy là đủ thì lúc đó mình có thể mình chủ động, à, có thể là chủ động. ha thì đó là một số cái nội dung của cái video ngày hôm nay là chúng ta cần phải chú ý sắp tới. coi coi là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay cái mã cổ phiếu mbs ấy, hay là cái nhóm chứng khoán nói chung á hay là cái nhóm bất động sản ấy, dg ngày hôm nay nó phá đáy ấy, thì sắp tới coi coi là nó cân, cân cân bằng lại được nó có lấy lại được những cái vùng hỗ trợ ở phía trên hay không. nếu mà nó cân bằng được nó 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 phục hồi trở lại được thì nó là ổn và hơn hết là anh chị phải coi để cái nhóm ngân hàng cái nhóm ngân hàng mà giai đoạn này em nghĩ là ngân hàng nó chỉ rung lắc nó tích lũy thôi có nghĩa là nó vẫn nó vẫn giữ giá nó vẫn giữ chỉ số được nhưng mà trong cái quá trình mà ngân hàng nó giữ giá nó giữ chỉ số như vậy á thì anh chị phải coi coi những cái nhóm ngành khác như là chứng khoán bất động sản thép và một số những cái nhóm ngành riêng lẻ khác nó có tăng được không nếu như mà ngân hàng nó giữ giá mà những cái nhóm ngành khác nó tạo sống được nó tăng lên được á là tốt còn nếu mà ngân hàng giữ giá mà những cái nhóm ngành nhưng mà những cái nhóm ngành khác thay phiên nhau giảm điểm thay phiên nhau gãy trên á là coi như ngân hàng đang giữ để xả và ngân hàng sẽ là cái nhóm giảm cuối cùng và lúc đó chúng ta cũng sẽ xác nhận với nhau rằng là thị trường có thể là sẽ quay về lại cái thời kỳ đen tối trước đó ha thì em sẽ nốt ở đây một cái à, chú ý à, chú ý đúng không ngân hàng em ghi tắt đi ha băng đoạn này sẽ tích lũy lại đấy sẽ tích lũy lại nhiều mã hưng phấn cao sẽ rung lắc. Đấy, thì khi mà anh chị biết mà tích lũy đi ngang hoặc là rung lắc á, thì sẽ có một lượng tiền nó rút ra khỏi cái nhóm ngành đó, đúng không anh chị? thì suy ra là sẽ có một lượng tiền rút ra, Đấy, đúng không? thì anh chị phải chú ý tới những cái nhóm ngành khác, đó chính là uh, chứng, bất động sản hay là thép và một số nhóm ngành riêng lẻ khác phải tăng được trong quá trình bằng tích lũy mình dùng cái từ là tích lũy đi mình trong quá trình ngân hàng tích lũy nếu không tăng được mà thay phiên nhau chỉnh và gãy thì xác định bằng giữ giá để xả ok ha cả nhà đó thì anh chị phải chú ý được cái này nha à, anh chị phải chú ý được cái này Đấy, anh chị phải chú ý được cái này nha. Nếu như ngân hàng giữ giá tích lũy á, thì sẽ có một cái lượng tiền rút ra từ cái nhóm ngân hàng và cái lượng tiền nó phải đảo sang những cái nhóm ngành khác để những cái nhóm ngành khác nó tăng lên có thể là chứng khoán có thể là bất động sản có thể là thép có thể là cao su có thể là khu công nghiệp có thể là đầu tư công vân vân các thứ thì những cái nhóm ngành đó nó phải thay phiên nhau nó tăng lên trong quá trình ngân hàng tích lũy hoặc là phải có một cái nhóm ngành nào đó tạo ra được sống sống hồi cũng được ví dụ như thép bây giờ nó tạo ra được sống hồi là ok thị trường mình vẫn sẽ sống thị trường mình vẫn sẽ còn kỳ vọng cân bằng lại được và sẽ tiếp tục vượt đỉnh trong thời gian tới nhưng nếu thép nó chỉ là một cái gì đó nhất thời trong ngày hôm nay sau đó nó quay về lại nó điều chỉnh nó gãy tiếp nó lại tích lũy tiếp chứng khoán thay phiên nhau gãy bất động sản thay phiên nhau cũng gãy luôn thì anh chị sẽ thấy rằng là lúc này ngân hàng chỉ giữ giá để xả thôi ngân hàng nó chỉ giữ giá để xả thôi anh chị đó, thì anh chị chú ý giúp em về cái vấn đề đó ha chú ý giúp em về cái vấn đề đó À, thì cái đó là cái điều duy nhất mà anh chị cần phải chú ý trong giai đoạn này Ngân hàng sẽ chưa có gãy đâu, ngân hàng chưa có chỉnh đâu Nếu như bây giờ mà thị trường nó muốn quay về lại cái thời kỳ đen tối giống như bên này á, Thì trước mắt á, là ngân hàng nó phải giữ giá để xả những cái nhóm ngành khác Thì những cái nhóm ngành khác nó xả xong là ngân hàng bắt đầu nó chỉnh Mà ngân hàng nó chỉnh, VIN 30 sẽ chỉnh, VIN 30 mà chỉnh là chỉ số index nó sẽ chỉnh mạnh Thì lúc đó thời kỳ đen tối nó sẽ quay trở lại Nhưng nếu ngân hàng đã, trong quá trình mà ngân hàng nó tích lũy giữ giá, tích lũy rung lắc gì đó. Trong quá trình đó chung là ngân hàng trong quá trình ngân hàng nó tích lũy. Mà những cái nhóm ngành khác nó tạo ra được sống, sống hồi cũng được nha anh chị, sống hồi cũng được bất động sản phục hồi, thép phục hồi, những cái nhóm ngành khác phục hồi. Thì ok, thị trường mình mọi thứ nó đều ok hết, coi như có thể là cái nhịp này nó chỉ là nhịp rũ thôi. Nhưng nếu những cái nhóm ngành khác nó không hồi được, nó không tăng được mà nó còn thay phiên nhau nó giảm nữa như chứng khoán ngày hôm nay sau phiên giao dịch ngày hôm nay chứng khoán mà còn giảm tiếp các mã cổ phiếu thay phiên nhau phá hỗ trợ giảm điểm thanh khoản lớn giống như MBS hay là ngân hay là bất động sản sau phiên giao dịch ngày hôm nay DG phá đáy tiếp tục phá đáy Novaland phá đáy rồi sắp tới phát đạt đất xanh bắt đầu nó cũng phá hỗ trợ nó quay về lại đáy cũ thì xác định luôn cho em là thị trường này là ngân hàng nó giữ giá để nó xả là thị trường sắp tới nó sẽ quay về lại thời kỳ đen tối chứ không phải là rủ nữa nha thì lúc đó chúng ta xác nhận với nhau là sắp tới là thị trường nó sẽ sập trở lại chứ không phải là nó nó rủ còn nếu như mà trong quá trình mà ngân hàng nó tích lũy những cái nhóm ngành khác thay phiên nhau tạo ra sóng sóng hồi cũng được thì xác định luôn nhịp này nhịp rủ không phải nhịp sập ok ha cả nhà đó là một cái tín hiệu rất quan trọng mà người cần phải chú ý nha cần phải chú ý à, ngân hàng thì ngày hôm nay là nó vẫn rất ổn có chứng khoán ngày hôm nay là tâm điểm nhưng mà sau hôm nay phải chú ý lại xem nó như nè à, thì đó là một vài cái lưu ý của em đối với dành cho quý anh chị nhà đầu tư sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta cân nhắc và theo dõi thị trường À, vài phiên tới đặc biệt từ đây tới cuối tuần nó rất là quan trọng nhưng em kỳ vọng là thị trường nó sẽ đi theo kịch bản tích cực tại vì em vẫn đặt niềm tin vào cái câu chuyện gọi là vĩ mô nhưng mà chẳng qua là giai đoạn vừa rồi thì nhiều người hô hào băng chứng quá cũng như là hô hào thị trường này kia các thứ cũng như là khi mà những cái thông tin tốt về số liệu kinh tế đồ này kia nó ra ai cũng nắm được hết ai cũng biết hết và kỳ vọng thị trường nó lên thì cuối cùng là thị trường nó không lên mà nó lại rủ xuống thì anh chị lưu ý kể cả bây giờ một số những, những cái thông tin vĩ mô quốc tế rồi nó cũng tốt thông tin vĩ mô trong nước thì chắc chắn là nó quá tốt rồi nó quá tốt rồi nhưng mà ai cũng nắm được cái thông tin này hết thì có thể là thị trường nó không lên thì chúng ta sẽ cho thị trường cơ hội từ đây cho tới cuối tuần và chúng ta sẽ quan sát tình hình xem nó như thế nào rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định là rủ hay là sập nha cả nhà nếu rủ thì tự tin múc cổ phiếu mua cổ phiếu giữ cổ phiếu và chờ đợi một cái nhịp vượt đỉnh sắp tới nó có thể nó sẽ hơi mất thời gian một tí nhưng rồi sẽ vượt đúng không nè nếu xác xác nhận là sập thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải tạm thời chia tay thị trường để thị trường nó có thể là nó tiếp diễn những cái nhịp giảm điểm trong thời gian sắp tới có thể là quay về biên dưới ở này hoặc là có thể quay về lại những vùng nó sâu hơn thì lúc đó chúng ta cầm tiền chúng ta có thể là tham gia trở lại sau ha à, cả nhà à, thì trước mắt á, ngắn hạn là sẽ có một cái nhịp phục hồi giống như nãy nó ngắn hạn có thể là ngày mai ngày mốt gì đó nó sẽ có mỗi nhịp phục hồi thì trong cái quá trình phục hồi đó anh chị phải chú ý cái biên độ phục hồi của các nhóm ngành đó nó có khỏe hay không và có nhóm ngành nào nó tạo ra được sống hay không giống như nói sống hồi cũng được có tạo ra được sống hồi hay không hãy có tạo ra được sống hay không rồi sau chứng khoán sau ngày hôm nay nó cân, cân bằng lại được hay không thì anh chị chú ý nhưng mà những cái nhóm ngành yếu khi mà sắp tới mà ngắn hạn sắp tới mà nó phục hồi á, ngày mai ngày mốt mà nó phục hồi lên á thì những cái nhóm ngành yếu thì vẫn sẽ là những cái nhóm ngành chúng ta cần phải cơ cấu để hạ bớt cái phần margin để chúng ta đảm bảo về cái việc gọi là quản trị rủi ro cho nó thật là tốt nha cả nhà thì đó là cái góc nhìn của em tính à, anh chị nhà đầu tư mà có nhu cầu mà muốn đăng ký vào nhóm zalo khách hàng của em tính để đồng hành cùng em tính trong giai đoạn sắp tới sắp tới em thấy được rất là nhiều cơ hội nha anh chị. riêng đối với cá nhân em là em vẫn thấy nhịp này là cơ hội nhịp này chỉ là nhịp rũ thôi riêng đối với cá nhân em nhìn nhận nha thì em vẫn sẽ thấy thị trường giai đoạn này sẽ là một cái nhịp rũ à, chẳng qua là thông tin tốt nó dồn vô nhiều quá ai cũng biết hết ai cũng biết thông tin là tốt hết và đợt vừa rồi là hai cái nhóm ngành khỏe nhất thị trường là băng chứng thì được hô hào khá là nhiều cho nên đợt này là nó rủ xuống rất là ác nó rủ xuống rất là ác thì anh chị cũng chú ý về cái vấn đề đó để tránh cái trường hợp gọi là mình bán cổ phiếu ngay bạn À, thì chúng ta cần phải bình tĩnh và quan sát thêm vài phiên giống như em nói những cái tín hiệu mà giống như em nói đó ha à, cả nhà đó, đó là những cái điều mà em chú ý với cả nhà à, trong cái giai đoạn này sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay ấy thì anh chị nào mà có muốn về đội đồng hành của em tính thì điều kiện nó sẽ rất là đơn giản anh chị chỉ cần giao dịch ở bên công ty chứng khoán SSI hoặc là ở bên stock dưới ID của em à, Gem là gì anh chị? Gem là một cái công ty chứng khoán cho vay 28 à, có nghĩa là nhân năm sức mua anh chị nạp 100 triệu thì anh chị sẽ có à, sẽ vay thêm được 400 triệu có nghĩa là anh chị nạp 100 triệu anh chị có, anh chị sẽ có 500 triệu sức mua và tương tự khi mà số vốn anh chị ví dụ anh chị nạp nhiều hơn 1 tỷ thì sẽ có 5 tỷ ví dụ như vậy thì dành cho những anh chị nhà đầu tư nào mà thích vay margin với số lượng lớn để bắt đáy trong giai đoạn sắp tới hoặc là để mua cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới tận dụng những cái cơ hội tối đa nhất có thể thì anh chị có thể giao dịch ở bên trên còn không thì cứ bình thường thì cứ giao dịch ở bên SSA dưới ID của em tính thì anh chị sẽ về đội đồng hành của em tính và nhận được sự tư vấn hỗ trợ trực tiếp đến từ em quản trị rủi ro quản trị cái cách đi vốn thì sau cái giai đoạn vừa rồi anh chị cũng mới thấy được rằng là cái việc đi vốn nó quan trọng như thế nào nếu như cái vùng ở trên này mà mình FOMO nhưng mà mình chỉ FOMO 20 30 phần trăm 40 thì bây giờ nó vẫn rất là bình thường tại vì chúng ta vẫn còn rất là nhiều tiền cộng thêm cái phần margin ở dưới này thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua cân giá lại được. Còn nếu anh chị all in hết ở trên này thì khi mà nó về đây là chúng ta hết tiền mà chúng ta lại còn phải gồng lỗ tại vì đâu có bán được, tại vì bây giờ thị trường nó đang nằm ở ngay cái hỗ trợ mà. Chúng ta đâu có bán được và thị trường nó cũng đâu có cho chúng ta tín hiệu là thị trường nó sẽ sập đâu. Đúng không? À, nhưng mà riêng đối với cá nhân em thì em nhắc lại là là nhịp này em vẫn kỳ vọng là thị trường nó chỉ rủ thôi và sắp tới là cái nhịp hồi trở lại em rất kỳ vọng là thị trường nó sẽ vượt qua được 1283 bốn để vượt qua được chui được cái khe mỏng ở trên này, chui được cái khe mỏng ở trên này đi lên Đó, anh chị để ý. ha nói chung là sắp tới là chúng ta sẽ cần cái sự gọi là đồng pha cái sự đồng thuận đến từ các mặt cổ phiếu sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay bất động sản thì hôm nay có DG phá đáy chứng khoán thì có MBS bị bán mạnh thép thì ngày hôm nay nó phục hồi nhưng mà thép chúng ta anh chị phải để ý thép nha thép nó phải tạo ra được sống hồi thép được vừa rồi là nó tích lũy thì em rất kỳ vọng là thép nhịp này nó sẽ tạo ra được sống hồi đó. trong giai đoạn năm ngoái giai đoạn năm ngoái cũng thị trường nó cũng lình xình lình xình như thế này nó rất là khó khăn nhưng mà cuối cùng thép nó lại tạo ra được một cái nhịp sống hòa phát tăng hai mươi mấy ba chục phần trăm nó tạo ra được một cái nhịp sống thì em rất kỳ vọng là nhịp này nó cũng sẽ tương tự như vậy thép nó có thể tạo ra được một cái nhịp sống hồi để nó có thể nó đơn đỡ cho thị trường nó giữ được cái dòng tiền ở trong thị trường thì nó sẽ tốt và những cái nhóm ngành kia nó nhìn theo thép thì nó cũng sẽ cân bằng lại được như là chứng khoán hay bất động sản nó cũng sẽ cân bằng lại được đầu tư công vân vân các thứ ha nói chung là quan sát từ đây tới cuối tuần xem nó như thế nào thì đó là cái nội dung em muốn gửi gắm đến quý anh chị nhậu tư sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay ha cả nhà đó rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo chúc mọi người có một cái bữa tối tốt lành cũng như có một cái bữa tối ngon miệng hẹn gặp mọi người sau ha anh chị có vấn đề gì thì cứ liên hệ với em tính qua số zalo Trên màn hình 0866088044 cảm ơn cả nhà mình rất nhiều hẹn gặp mọi người sau bye bye mọi người